Siêu bão Yagi đã ập vào tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 92 người bị thương, theo chính quyền địa phương hôm 7 tháng 9. Tân Hoa Xã dẫn số liệu chính thức cho hay, 2 trường hợp thiệt mạng do bão Yagi đã được xác nhận tại huyện Định An, trong khi thành phố Văn Xương báo cáo 12 trường hợp bị thương và thành phố Hải Khẩu ghi nhận 80 người bị thương tính đến sáng 7 tháng 9. Khi gió và mưa lắng xuống, giới chức Hải Nam đã hạ cấp cảnh báo bão và bắt đầu các hoạt động khắc phục hậu quả nhanh chóng trên toàn tỉnh. Hơn 2.200 công nhân đã được huy động để khôi phục điện cho hơn 1,5 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng. Đến 7 giờ sáng 7 tháng 9, hơn 1/5 số hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được kết nối lại với lưới điện. Việc sửa chữa đường bộ cũng đang được tiến hành và 51 trong số 89 tuyến đường chính đã được thông xe trở lại. Dịch vụ đường sắt cao tốc vòng quanh Hải Nam dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào chiều 7 tháng 9, trong khi sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu sẽ tạm thời đóng cửa cho đến trưa 8 tháng 9 để tránh các tác động còn sót lại của bão Yagi, và dịch vụ phà ở eo biển Quỳnh Châu dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào tối 8 tháng 9. Siêu bão Yagi đã đổ bộ vào Trung Quốc 2 lần hôm 6 tháng 9, đầu tiên là tỉnh Hải Nam và sau đó là tỉnh Quảng Đông. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực cứu trợ thiên tai sau khi bão Yagi tấn công khu vực phía nam của nước này. Ông chỉ thị phải nỗ lực đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập còn kêu gọi huy động các nỗ lực cứu hộ, xử lý tốt việc di dời và tái định cư những người bị ảnh hưởng, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và nỗ lực hết mình để giảm thiểu thương vong. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,